Và bây giờ thì Thu sẽ chia sẻ là tại sao ngữ âm lại là quan trọng và tại sao khi mà học tiếng Anh thì chúng ta lại bắt đầu với ngữ âm. Bây giờ thì Thu sẽ có 3 từ. Với 3 từ này thì nếu chúng ta chưa biết về ngữ âm thì chúng ta sẽ đều đọc là này. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cần đọc chuẩn như thế nào? Chúng ta sẽ đọc là nice, nice, name, name, night, night. Chúng ta đã thấy được sự khác nhau giữa các từ, đúng không ạ? Và sự khác nhau này là do âm cuối. Các âm cuối này thì chúng ta sẽ gọi trong tiếng Anh là ending sounds. Ending sounds. Như vậy đã có sự khác biệt với tiếng Việt của mình. Tiếng Việt của mình thì không có âm cuối, nhưng trong tiếng Anh chúng ta cần nhớ là sẽ có ending sound, sẽ có âm cuối. Và ví dụ thứ hai, chúng ta sẽ có hai từ. Đó là từ see and she. Bình thường thì các bạn sẽ đều đọc là see. Như vậy chúng ta sẽ không thấy được sự khác nhau, đúng không ạ? Nhưng một từ thì sẽ là mình cười ra sau đó mình nói see, see, see. Nhưng với từ câu ấy thì chúng ta lại cong cơ môi và ghép vào mi. She, she. Rồi, như vậy chúng ta đã thấy được sự khác biệt. Một âm mình cười để mình nói, còn một âm thì mình cong cơ môi. Như vậy ở đây một điều quan trọng chúng ta có thể thấy là khẩu hình miệng. Khẩu hình miệng cười hoặc khẩu hình miệng cong môi để tạo nên âm đó có nói đúng hay không. Vậy thì từ đây, từ hai ví dụ này chúng ta thấy hai điều quan trọng của ngữ âm mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất đó là âm cuối. Là khi mình nói một từ nào đó có âm cuối là mình phải bật ra. Thứ hai đó là khẩu hình miệng. Trong bảng phiên âm thì Thu lấy ví dụ là sẽ có âm giờ. Mình sẽ có đến 6 âm giờ khác nhau mà Thu sẽ tổng hợp và phân biệt cho các bạn. Thì với âm giờ này chúng ta cũng sẽ thấy được sự khác nhau. Khi mình đặt khẩu miệng khác nhau thì mình sẽ phát âm ra âm khác nhau. Đó, vậy thì tại sao mà chúng ta lại cần học về cách mình đặt khẩu hình miệng của các âm? Khi mà mình đọc khẩu hình miệng của các âm, mình biết cách đặt khẩu hình miệng thì mình sẽ phát âm ra đó, mình sẽ phát âm đó ra chuẩn. Và sẽ có một thứ sẽ trợ giúp chúng ta, sẽ là một người thầy ở mọi lúc, mọi nơi để chúng ta có thể check, chúng ta sẽ có thể biết đọc bất cứ từ nào, đó là từ điển. Trong từ điển Oxford hoặc từ điển Cambridge thì đã phiên âm ra cho chúng ta rồi. Và chúng ta chỉ việc là lên đó và xem phiên âm rồi chúng ta luyện theo. Chúng ta sẽ nghe họ nói, cộng với việc mình biết cách đặt khẩu hình miệng, vậy là mình có thể đọc chuẩn từ. Và để nói hay thì chúng ta cần gì ạ? Chúng ta sẽ cần luyện nghe nhiều này, luyện nói nhiều này. Chứ còn ban đầu thì mình sẽ tập trung vào việc là mình sẽ nói đúng từ trước, rồi dần dần theo thời gian thì chúng ta sẽ nói hay hơn. Ok, goodbye.